Khi thấy lợi nhuận cao từ cây sầu riêng đem lại, ông Bùi Văn Hải ở thị trấn Phước An, huyện Krông Bắc đã không ngần ngại phá bỏ hơn 7 sào cà phê của gia đình để trồng sầu riêng. Ông cho biết dù phải hơn 3 năm nữa cây sầu riêng mới cho thu hoạch, nhưng ông vẫn kỳ vọng rất lớn vào loại cây trồng này. Hiện tại là cũng đang là chuyển đổi cây trồng là từ cà phê cũng già cỗi rồi, thì mình chuyển qua là mình trồng sầu riêng. Đó. Vì giờ sầu riêng thì nó cũng là cây xuất khẩu chính ngạch, thì nó cũng sẽ mang lại kinh tế cao hơn cho người dân. Mặc dù lo ngại khi trồng ồ ạt, sầu riêng sẽ khó tìm được đầu ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều hộ dân ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục mở rộng diện tích vì chạy theo giá cả thị trường. Rất là lo ngại, tại vì hiện tại cái số lượng cây cà phê cây sầu riêng phát triển nóng rất là nhiều và cái sản lượng tương lai là rất là cao. Thì mình cũng lo ngại là cái khả năng là sản lượng quá lớn sẽ làm cho giá thành hạ xuống và sẽ không có người thu mua. Nhưng mà mọi người làm thì mình cũng làm theo thôi. Như tại huyện Krông Bắc, địa phương trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với khoảng 5.000 hecta, trong đó 3.000 hecta đã cho thu hoạch, còn lại hơn 2.000 hecta trồng mới trong mấy năm gần đây. Trước thực trạng gia tăng diện tích quá nhanh, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo bà con nên tuân thủ quy hoạch và định hướng. Cà phê vẫn là cây chủ lực, nếu phát triển thì nên trồng xen cà phê để tránh hệ lụy đáng tiếc. Cây cà phê thì huyện vẫn xác định là cây chủ lực. Và trong một số năm gần đây thì bà con phát triển thêm cây sầu riêng vì giá trị kinh tế của cây sầu riêng rất cao. Khuyến cáo cho bà con là nên phát triển những cái vùng nào với những cái thổ nhưỡng nó phù hợp thì bà con nên phát triển những cây trồng đó nó phù hợp và theo cái định hướng chung trên cơ sở, tức là theo cái nhu cầu thị trường lâu dài, bền vững. Hiện nay diện tích sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên tăng khá nhanh, lên đến hơn 40.000 hecta. Đắk Lắk đứng đầu với khoảng 15.000 hecta. Tiếp đó là các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai. Với diện tích này, toàn vùng Tây Nguyên sẽ cho sản lượng khủng, tăng dần theo từng năm. Chẳng hạn tại Đắk Lắk, sản lượng sầu riêng hàng năm lên tới 150.000 tấn và dự kiến sẽ là 300.000 tấn vào năm 2030. Hiện cả về sản lượng và số lượng đều vượt quy hoạch đề ra. Để tránh lặp lại tình trạng cung vượt cầu như cây hồ tiêu những năm trước, thì bà con không nên trồng theo phong trào, mà cần phải nghiên cứu kỹ nhiều yếu tố và đầu ra cho sản phẩm, tránh khủng hoảng thừa, giá giảm mạnh trong thời gian đến.